có biết Doraemon không? Có biết Doraemon không? Chú mới mở cửa thành trì của Doraemon không? Dạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xuyên thời gian và không gian, chúng ta sẽ quay trở lại những năm 1860, 1870 của thế kỷ 19 thì chúng ta tìm hiểu về châu Mỹ nha. Tôi có biết châu Mỹ không? Hả? Châu Mỹ có rừng Amazon ấy, khối quê của Anaconda đấy. Không, đó là ông tên là Christopher Columbus, ông đã khám phá ra châu Mỹ nha. Và có rất là nhiều người khác họ đã tới đây và khám phá ra châu Mỹ và dựng lên những ngôi nhà hết sức là khang trang ở hai bên thị trấn như thế này. Ở phía bên tay trái là một cái xe, đó là phương tiện di chuyển chính của người cũng như là hàng hóa trong thời đại này lúc bấy giờ. Và ở bên tay phải là cái bánh xe nước. Tôi nói tôi coi là cái này để làm gì nè. Để làm gì? Chúng ta cũng đâu bánh xe nước, chúng ta là để dùng để dẫn những nguồn nước từ những vùng xa về gần để mình có thể lấy nước sinh hoạt nè. Và thứ hai là có thể tạo ra nguồn điện nha. Đấy, chứ không phải để tắt nước nha. Đó, và đặc biệt có thì những người dân bản địa lúc bấy giờ tại nơi đây đó là những người dân khẩu dân da đỏ. Tụi con có bao giờ nghe đến khẩu dân da đỏ chưa? À, chừng ngày bây giờ đúng không? Thì những người dân da đỏ này rất là bị những người dân da trắng kỳ thị. Họ đã đi rất sâu vào rừng, vì thế họ đã nằm lên những cái bức lều nhỏ như thế này thôi. Và đặc biệt thì họ rất là thờ phụng tâm linh của mình. Ở bên tay trái chúng ta là một tổ tượng tô tem và ở trên đó có một loài chim. Con biết là loài chim gì không? Để ý nha. Loài chim này thì chỉ xuất hiện vào mùa mưa thôi. Và ở trong ánh mắt của nó có những cái tia lửa điện như tia sấm sét vậy đó. Đó, nhìn thấy bên đây có chim sống nha. Đó, nhìn loài chim đặc biệt. Đặc biệt là ở đây là họ săn bắt rất là giỏi. Và khi họ săn bắt được con thú nào lớn sẽ lấy da của nó và treo lên cái bộ như thế này. Đó là cái bộ da của một con linh dương đầu bò rất là lớn nha. Và quay trở lại với cuộc sống của người dân da trắng. Ở phía trước chúng ta có rất nhiều những cái thùng vuông và thùng tròn. Tụi con nghĩ những cái thùng có đựng gì nè? Đựng dầu rồi, còn đựng gì nữa? Nước chua đúng luôn. Rồi rồi. Những cái thùng tròn là để đựng rượu á, để họ có thể uống và giữ ấm cơ thể vào ban đêm. Đặc biệt thì những thùng vuông sẽ là một dịch vụ hết sức quan trọng. Mình phải nhìn bên tay trái nè, nhìn bên tay trái. Nhìn bên tay trái cái kia đó. Ở đó là một cái mặt vàng, thì theo tụi con là cái thùng vuông để làm gì nè? Nổ những cái hầm mỏ để họ có thể tiến vào trong đó và khai thác vàng nha. Đấy, tại vì ở đây nó khí hậu rất là khắc nghiệt, vì thế chỉ có cách thức hoặc có thể sinh sống được thôi. Đặc biệt ở đây có hai bạn siêu rồng nè. Đấy, đây là bạn siêu rồng tai thỏ cũng như là bạn siêu rồng năm cánh nha. Các bạn ấy sống rất là khỏe, thiên nhiên. Mà đặc biệt có tìm hiểu thấy là vui sướng. Anh cho rất là bóng súng này, đó cứ ngựa này là cái vàng nha.